Cái cả quý vị khán giả, hôm nay mình hai chị em tôi xin gửi đến một bài hát được mang tên đó chính là bài Qua Trạm Mái Tóc. Chúc các chị tôi nghĩ đồ đàn nữ các bạn vô trời ơi, lỗ hàng ngoài không có ca không mà Việt Nam mà những người tháng quá người ở đâu ra chuyến vòng hòa bình là làm ngàn rồi mai lông lên người ở trên con vẫn không ngày trên mùng ba em trà mái tóc anh chân em giúp cho anh lời khơi rồi mình ngờ người đời áo kê ta hơn nhau chúc con ngày mai ta luôn người ta luôn người ta luôn người mình đừng pha chứ nó đừng qua mình đó hoa chứ nó đừng nó đừng có đi không sao trừ tham 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 ơi con nữ mẹ mày biết trời lời giờ mình nghèo với đời sai chơi sai chơi nga chấp con tình quê mê manh đừng tránh những trai lâm khăn mình ta nhưng như ta đã quên trong trời phải đừng có em buông trời đi bao người mộng mơ lâu buồn buồn cái phân với những nơi ta phải mong hú đừng có nơi nơi ta buồn đời ra trong chiến xem là bảo ông ơi như cơm thằng kia má khó đưa con khóc lên ngày mai đến đi đến đi ba buồn đau đá trong chiến trong làm hơn như khó đưa con ấm đến rằng đừng bớt ra không phải mong đừng bớt ra qua trắng mê không có đường ở đây bớt ra đường ta lỗ trời ơi nào hãy em gái mày giờ cân dù cân hãy em gái mày giờ tỷ có đòi hổ chứ cười không phát cười kìa là cái không bao giờ đâu ngày mà anh hai đứa sang ngao khách rồi còn đây riêng tôi nói sao càng lời đúng không còn đây trong tiền đời mà lại khai quá wow, ngủ rồi với lúc có tiền nhiều chưa đánh cho lâu trả lại lỡ mêu chứ không hề nào mà con bệnh nào á anh trời đời đâu trường tròn ở mêu nghĩ năm hồng trời mình đêm hẹn hò ngày tao con nhau dòng hồn chỉ em đứng em buồn phiền áo biến xác xác là vậy đại vậy mà ơi vậy má tăng ca rồi má làm mà mắt giống nhỏ vậy trời trời ơi cái tính lợn kia đây tính lợn kia làm dữ luôn à vô vô này chị đại nhảy nè bắt đầu này chị đại nè vô này chơi ngần á vô trên trung ba hán phan trọng bình minh chẳng có đâu áo phong truyền hành trên trời lòng an mộng hoa mỹ kho trôi về đồng tháp tiền dân cái bề anh cái lộng kim trung ba hát văn trong bình minh chẳng có đâu áo phong trôi nàng trên trời lòng an mộng hoa mỹ kho trôi về gió công tiền dân ngúng ngàn người mò tâm không lúa vàng quýt cái bề trái chuối nó ngọt ngay ai là đi ai ăn giờ mưa mai miền tây ngô ngô rơi giái miền tây má hay hay đôi phát cô đơn đời bao hơi hờn phù sa ơi đầm tình hương quê và lòng chân đến chân lòng trà dinh dinh đừng nơi con đến nên khơi đầm trên chị đại nói gì kìa cá có bầu không kèm trời không bắt bà táo rồi vậy là ngồi với chị ơi là ngồi chị hỏi gì chị nói gì lại ngồi gần gần á ngồi cho mở được không không được rồi không bằng chúng rồi cái này đấy cái chân nó bị ấy đó không tin này ca giờ đó hỏi thì hỏi đi hỏi đi đó hỏi gì hỏi ông nói gì mua cá hấp bầu minh trang trời bà ơi cá hấp minh trang à đúng rồi đúng rồi
Còn tôi mới chị con tay. Con tay. Cái bà. Còn tôi mới tránh trộn bà ơi. Tránh trộn trộn trứng giá chứ trứng cút rồi. Lâu. Con cũng ngon. Cái cái bà. Quay được cái cỡ. Rồi xuống. Quay được cỡ ra bụng luôn. Rồi xuống đây. Rồi hai gì cái gì. Ơi. Ơi nào. Con không? Rồi thẳng xuống đây. Không được. Con đợi má ơi. Thấy bụng. Dài vậy. À, tức là cô làm bị cái bằng chân dưới ha. Rồi giờ mở không được ha. Ừ. Tại vì có già mình hơi chân hai cái hắn. Ba ba ai mà man. Quay thì để xuống đi. Để xuống đây nào. Rồi. Đợi cho chúng ta là mấy ông để tới nào đây là coi. Mấy ông để tới nào coi là để mấy đây là chúng nói chuyện. À, đi cho mấy nha chị em nói chuyện này. Dạ để mấy chứ không thì mấy. Ừ. Rồi. Để mấy dạ con. Mấy dạ con kìa. Dạ để chúng đi là mấy ông để tới ngồi. Rồi trả về không lo. Mấy dạ con không à. Hỏi là con gãy má đâu. Cái anh mới biết rồi. Trời. Không phải tôi gãy là nè. Tôi đi lên bến phà ăn cho bánh canh hai cái cây bà chưa tặng ba cái canh hai cái cây thì không bà có mời nó hài đó chị kia mua trái trà tặng con già anh kia có là chưa được tặng con vịt à rồi bà chưa mua có lâu lại tặng cu à rồi tặng cu ai ăn cu đậu cu lụm tặng cu lụm à. Còn còn chị kia mua cái thật chặn không ngủ á đậu không có kiểu quá đặng chị kia không có vậy chị kia mua cái chân lau mặt là tặng con cái chân lau mặt tặng con cái thật còn có dụ ra đời mua là làm con cái gì mà mua cái gì tôi mua cái đồ tặng con ruồi ai hay quá rồi đi mua chị chim sâu tặng gì tặng con sâu chim sâu hả à sâu của ai sâu của ai biết sâu gì sâu bà nào sâu hả anh sâu gì nè nè mình cho bây giờ tôi gỡ bằng nha nè chưa đỡ mất thôi chưa hết sâu còn nữa mà nè còn bây giờ tôi gỡ bằng nha nè hôm qua là tôi luôn mới trúng số đặc biệt luôn trời đã ta trúng số luôn hả trúng số luôn rồi đó trúng 2 tỷ đồng phải không thầy mua có cá lóc hấp bầu không? Bò cá lóc thì nó còn chưa bà ơi. Cái gì hấp có bầu rồi. Cái vậy nghĩa nó cay luôn rồi chưa cháy nó vậy. Ở đây có muối cạo cái can á. Muối cạo mua có gì thì muối can á. Trà biết không? Là cao nổi tiếng à? Qua không phải đâu. Dạ. Nổi tiếng gì? Nổi tiếng á. Hấp bầu với bánh tráng. Rồi. Ngon hơn nữa. Rồi tôi ăn bò chưa biết ngon không nào luôn á trời. Quý mới vậy. Trời. Mẹ dạ con phải con dạ nãy con. Ầu ơ sao chị đại? Bữa hổm ầu ơ sao ầu ơ coi. Ờ ba ơi. Với dầu á. Thôi, nghe coi. À ok. Con có tiền mẹ rồi ta. Ờ. Thôi. Mày có không? Tiền cũ nè. Ơi tiền cũng nuôi trời tiền tôi đi học mộng nằm mơ tôi học mũi giáo mà tôi có nuôi đâu trời cái nuôi mày 55 tự có từng mã đó con tự có từng mã đó cái tiền phủ biết mà biết rồi biết rồi dạy gì dạy hoài vậy cái đó là từng mã của người chết mà nó hỏi hiểu không có mua có từng mã không mua cái gì cúc đi để phủ thương ra ôi trời đừng mở cho anh phủ cho mày dạ dạ bụng cho à mày thức bụng cho đó là cha đó bụng chưa ca. Hỏi kìa đặng ha ta hỏi chị đại đại kìa đó hỏi đủ má nha đại là nó bụng cho dạ đó bụng thì đi lại quán món nó vừa đại ai coi ai trả tiền đi lại quán không bụng trả tiền tiền có không có chị đại trả tiền à đồng ý không không khảo đồng ý không đồng ý kìa ông mấy hả? Không mấy hả? Mấy lòng nào? Ai lòng mấy lòng nào? Tí. Mấy lòng tí. Ông tí. Anh tí báo mà. Ờ tí á. Không có tiền, con ngu tí này. Tôi làm khoái chị chuyên sâu trả tiền. Ừ, đúng rồi đó. Ai à, bữa nào mang đi quê tao mà anh tí báo rồi cho ông đi theo. Đi báo đây, 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 đây. Báo gì thù gái kìa. Anh ơi, anh ơi. Anh.
bữa đó thanh Loan rồi em nào mà cái thằng ấm ấm nó tên gì được, hồi đó có tên Loan hay tên Giang rồi đó biết đâu. Có thằng bữa nó Loan mà tới lúc có thằng Thảo Loan mà có thằng nào ấm ấm mà đeo khẩu trang màu đen đen á. Quang à, biết rồi kìa, nói chuyện gì hả? Ăn cơm không? Ăn gì vậy? Ăn thì tới vậy ba ơi, ăn mà ai đãi chị rồi chị đã đãi được không ba ăn á. Xin luôn hả? Rồi bây giờ lâu lâu em nó qua Đồng Tháp rồi đãi nó bữa đi. Ờ nó mời. Đãi ông đãi. Lâu lâu cô làm. Đây để ông có nó ngờ đó. Đâu mà đồng. Đây. Đi chơi. Sai. Rồi đi chào khán giả rồi đi. Chào đi mua có lắp với ai nè. Chào khán giả, chào khán giả nè. Mình phải đi chợ với Phượng nè. Với Phượng ăn nghèo lắm rồi, không có nhà ở. Cách ngày rồi mà. Sao ngu vũ má rồi. Có nhà rồi nó chưa cắt nhà cửa gì nữa. Tao quay đợi rồi. Cái nhà rồi con giúp đỡ cái gì. Giúp đỡ cái gì nữa. Giúp đỡ là gạo ký. Cái giường hả? Rồi bữa hôm nhập cái gì là cũng vậy, nhập cái quà nữa. Rồi có bảy rồi. Đây là khán giả luôn. Chào ơi. Chào khán giả. Má đi ăn, có đãi không?